liên hệ qua số điện thoại 0923 338 888. Xin có tài nhạc cộng đồng cũng được khán giả đón xem. Công ty giải trí Tổng Hiền phối hợp cùng sân khấu cộng đồng phát hành giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Hương Tóc Mạ Non. Chương trình được diễn ra tại lúc 20 giờ tối thứ sáu ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B nằm cách mạng tháng 8 quận 1. Chương trình với sự góp mặt đặc biệt của dân ca hải ngoại Sơn Lê, quán quân Việt Nam Idol, Lê Văn Trở, Hồ Văn Cường, ngôi sao ca nhạc Trung Khê, ca sĩ Diệu Thị Lãm, Nam Nguyễn, ca sĩ Phan Ngọc Lương Đờ Bơ, MC Tấn Hưng cùng với các ca sĩ khách mời khác. Đơn vị tài trợ chương trình Eo Tuy Đức, Hết Hài Lòng, Nỗi Yêu Thương, Âm Thanh Ánh Sáng, Tây Hồ MC tài. Của Hồ Văn Cường này. Hết vào lúc 20 giờ tối thứ 6 ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng. Có chú quậy này. Ngoài ra còn có vé, quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại. Đấy, các bà, các mẹ. Sân khấu ca nhạc cộng đồng chúng mình khán giả đón xem. Công ty giải trí Tổng Hiền phối hợp cùng sân khấu cộng đồng phát hành giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Hương Tóc Mạ Non. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ sáu ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng. Đưa về cho các bạn đây. Chương trình với sự góp mặt đặc biệt của dân ca hải ngoại Sơn Lê, quán quân Việt Nam Idol, ngôi sao ca nhạc Hồ Văn Cường, ngôi sao ca nhạc Trung Khê, ca sĩ Diệu Thị Lãm, Nam Nguyễn, ca sĩ Phan Ngọc Lương, Đờ Bơ, MC Tấn Hưng cùng với các ca sĩ khách mời khác. Đơn vị tài trợ chương trình Eo Tuy Đức, Hết Hài Lòng, Nỗi Yêu Thương, Âm Thanh Ánh Sáng, Tây Hồ Tài. Chương trình được diễn ra từ ngày hết vào lúc 20 giờ tối thứ sáu ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng, giá vé đặt hàng 200.000 đồng. Ngoài ra còn có vé VIP, quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 888. Sân khấu ca nhạc cộng đồng chúng mình khán giả đón xem. Công ty giải trí Tổng Hiền phối hợp cùng sân khấu cộng đồng phát hành giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Hương Tóc Mạ Non. Chương trình được diễn ra tại lúc 20 giờ tối thứ sáu ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B nằm cách mạng tháng 8 quận 1. Chương trình có sự góp mặt đặc biệt của dân ca hải ngoại Sơn Lê, quán quân Việt Nam Idol, ngôi sao trẻ Hồ Văn Cường, ngôi sao ca nhạc Trung Khê, ca sĩ Diệu Thị Lãm, Nam Nguyễn, ca sĩ Phan Ngọc Lương Đờ Bơ, MC Tấn Hưng cùng với các ca sĩ khách mời khác. Đơn vị tài trợ chương trình Eo Tuy Đức, Hết Hài Lòng, Nỗi Yêu Thương, Âm Thanh Ánh Sáng, Tây Hồ Tài. FC của Hồ Văn Cường đây. Đây là FC của Hồ Văn Cường các bạn nha. Giá vé đặt hàng 200.000 đồng. Ngoài ra còn có vé VIP, quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 888. Sân khấu ca nhạc cộng đồng kính mời quý vị khán giả đón xem. Công ty giải trí Tổng Hiền phối hợp cùng sân khấu cộng đồng phát hành giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Hương Tóc Mạ Non. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ sáu ngày 8 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B nằm cách mạng tháng 8 quận 1. Chương trình với sự góp mặt đặc biệt của dân ca hải ngoại Sơn Lê, quán quân Việt Nam Idol, ngôi sao trẻ Hồ Văn Cường, ngôi sao ca nhạc Trung Khê, ca sĩ Phan Ngọc Lương, ca sĩ Phan Ngọc Lương Đờ Bơ, MC Tấn Hưng cùng với các ca sĩ khách mời khác. Đơn vị tài trợ chương trình